Còn bây giờ thì chúng ta cùng kết nối với phim trường thời tiết để cập nhật những thông tin về thời tiết nông vụ ạ. Xin chào chị Phương Ly, thời tiết những ngày tới ở miền Tây cần lưu ý gì không chị? Dạ vâng ạ, khả năng là trong 2 cho đến 3 ngày tới ở miền Tây có thể sẽ xuất hiện những cơn mưa trái mùa đấy ạ. Ngoài mặt tích cực là bổ sung nguồn nước, một số nơi mưa nặng hạt có thể ảnh hưởng đến một số diện tích rau màu phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Như là tại Cà Mau thì hiện bà con đã cải tạo đất và gieo trồng nhiều loại rau màu như là củ cải trắng, khổ qua, dưa leo, hành lá hay là rau cải các loại, tập trung nhiều ở các xã như là Thới Bình, Tân Phú, Trí Lực, Trí Phải và thị trấn Thới Bình. Tuy nhiên thì trong 2 cho đến 3 ngày tới ở Cà Mau cũng có thể sẽ xuất hiện một vài cơn mưa trái mùa do là ảnh hưởng của nhiễu động gió ẩm từ biển vào. Dự báo là mưa tập trung vào buổi chiều, chiều tối và cục bộ có thể sẽ có mưa nặng hạt. Các ngày sau đó thì trời sẽ trở nắng ráo lại và thuận lợi để cho bà con có thể chăm sóc các diện tích rau màu. Nhiệt độ trong ngày phổ biến là từ 31 cho đến 32 độ C. Trước diễn biến thời tiết như vậy, thì riêng trong 3 ngày tới, bà con chú ý khi mà có mưa trái mùa thì cần đảm bảo tốt, thoát nước, nên sử dụng các màng phủ nông nghiệp hoặc là phủ rơm rạ lên luống để chống xói mòn, đồng thời là giữ ẩm cho đất, hạn chế cỏ dại. Ngoài ra thì cần thường xuyên kiểm tra nếu như mà phát hiện sớm các loại sâu bệnh gây hại, có thể kịp thời xử lý để không ảnh hưởng đến năng suất. Đây cũng chính là những lưu ý với bà con ở các tỉnh thành miền Tây Nam Bộ trong 3 ngày tới khi mà mưa xuất hiện về chiều tối. Mưa diện hẹp thôi nhưng mà vẫn cần phải đề phòng theo dông gió mạnh. Còn từ ngày 25 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12 thì thời tiết nắng ráo trở lại, nhiệt độ tăng lên cao nhất là 31 cho đến 34 độ C.